Xin chào bác quay trở lại kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Chopit Milan, một dòng xe mà các bác rất là yêu thích tại kênh của em, đặc biệt là cái màu trắng xám này, các bác hỏi cực kỳ là nhiều. Cái màu trắng em lại về một chiếc cho các bác xem, được trang bị bộ cặp vành đầu tư carbon cao bản rất là đẹp, và full một bộ chuyển động, full bộ group Shimano 105. Toàn bộ phần khung là phần vành của chiếc xe thì toàn bộ là carbon. Còn chiếc Jeep Milan màu sơn trắng xám thì thể thao và đẹp. Tổng thể xe thì còn rất là mới, khá là mới như có thấy trên hình. Do là xe cũng đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là cũng sẽ xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Phần vành xuất hiện những cái vết xước do là xe để bãi và quá trình sử dụng. Còn về cái tổng thể của chiếc xe thì chiếc xe này còn giữ được cái độ đẹp, nó cũng rất là tốt. Được sử dụng một bộ group Shimano 105, nó cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano xe đua. Các bác chơi xe lâu năm thì cũng tự đánh giá được cả cái bộ group này, nó cũng gần như là cao cấp, nó rất là cao cấp của dòng xe đua. Trang bị group Shimano 105 giờ 5008 với 11 thằng nít và 2 thằng đĩa. Chủ hộp cũ họ đã nâng cấp lên bộ vành cao bản carbon đầu tư, một cặp vành rất là xịn đúng không nhé, đầu tư. Bán nó loanh quanh ở trên thị trường 8-9 triệu cũng là mua mới. Cái khối đổ nghe cũng rất là hay, nghe cực kỳ giòn. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Chiếc xe của nó đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 thì phù hợp. Em bị bùa lít 11 tầng cùng với 2 tầng đĩa, con xe 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà, trên mái nhẹ nhàng. Chiếc xe đang bán với em mức giá của là 24.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 để 0943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.